thì từ lúc Bom sinh ra đến giờ là hầu như là nói chung là chưa bao giờ mình đưa Bom cả Ngọc và đi chơi riêng với gia đình mình mọi người ạ. Đấy thì hôm nay quyết định là trông cũng tội quá nên thôi mình sẽ quyết định là đưa Bom cả Ngọc và đi chơi xung quanh quanh mình nói chung là chơi những cái gì nói chung hôm nay mình sẽ Bom vì mọi người biết á tính của Bom là cái tính rất là kiểu thích đám đông nó không ngại ngồi đâu mọi người nó càng đông càng vui nên là hôm nay mình quyết định mình sẽ cho Bom đi còn đúng là không đi là mình biết tại sao thì là bố là đang ốm đang yếu người mọi người đấy là chân tay xước sát cái kiểu nói chung là nên không đi được đấy nên này mình sẽ đưa riêng Bom và Ngọc đi thôi đấy còn nói chung là chơi đâu thì bây giờ mọi người đi cho nó cho mình đi đi con chơi đi chơi đi cuối lại chi rồi kìa. Đập vỡ đầu ấy. Vừa đập mạnh quá nó sợ. Cả lắm con này cũng chơi trò gì rồi, nó đi về. Cả lắm là lần sau phải cho Bom đi chơi nhiều chứ. Chứ cái này Bom ở nhà mà tận lên cho bún đi chắc rồi. Chứ ít khi đi chơi nó không tận, nó không tận. Nào. Năm năm. Sợ chưa? Em đi chạy đi để quay cái trong đó thì mấy nhìn anh đập phải chạm nó mới ấy lên đấy. Thôi khả năng làm Bom không ổn rồi. Đi chơi mà khóc cái này à Bom? Chơi trò gì? À đây nhá, cái này nhá. Ở nhà hổ báo như thế mà đến đây là thế này. Hổ Bom. Đi, chuẩn bị về đi, chuẩn bị đi. Gọc thì thả Bom xuống nó chạy đâu, nó thích chơi gì đâu. Thả đấy. Đấy. Sao nó thích chơi gì? Nào, đây. Bỏ tay, cứ bỏ tay ra, cứ bỏ tay. Đấy, tôi đập đây, đấy, đấy. Chỗ này mới hợp này, chỗ này mới hợp này. Đây, 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 đây. Đây, đập đi, đập đi, đập đi. Đập. Đấy, đập. Đấy, ghê chưa, chuẩn chưa. Đập chuẩn chưa. Đấy, đúng rồi. Thích chơi ở này đấy, bắt đầu thích chơi đấy. Đấy. Tập hơi chồng. Đập đây, đập đi. Đập mạnh chứ. Nó đập hơi mạnh đấy nhỉ. Nó đập hơi mạnh đấy. Ở đây cũng không mấy xem nhỉ. Đấy, lấy giờ bây giờ bao nhiêu giờ bây giờ. Đây thì xúc này. Đây vẫn còn này. Còn hai con này. Phải chưa? Thì bao mở, thì con đi chơi.
Em quay em lái không để cho cầm đầu rồi quay luôn. Rồi vào trong mong chơi của mình. Sẽ thể hiện trình độ Santo của mình cho mọi người xem. Mọi người nhìn thấy Santo. Cho ra cái máy này nào, nó đổ cát rồi nó quay đấy. Lấy đổ vào nó quay đấy nào. Đấy, thích rồi đấy. Mày khổ chân này. Chơi. Sợ gì. Đấy, sợ đâu. Cứ co chân lên. Tiếp theo cho em được. Sao bẩn, sao bẩn á. Cát rồi, đâu phải cát đâu. Cát. Đi đâu mà ngồi chơi thôi, đi đâu. Tiền xu này chơi gì luôn. Rồi xả cái ra được thế nào ấy? Con này đâu phải. Đi đi. Đi chơi. Đá. Đá đôi tiền không? Đá mình đá chứ. Đá bao nhiêu? Đây mà. Không biết mà người ta. Mình dùng cái làm gì đâu, mình cầm làm gì đâu. Xả. Xả đi nào, xả đi. Đây là ngày giải trí của bố mẹ rồi con. Rồi, cái này ngày giải trí rồi. Đi về. Đi chơi như đi.
view của nó ăn hết này tí này con. Thôi rồi. Đây ông nói. Đi, đi đâu, đi đâu nói.